Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, vào lúc này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đang có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về phát triển kinh tế xã hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Bình Định. Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khánh thành khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX V-Ship Bình Định giai đoạn 1 tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Khu phức hợp này có quy mô 1.374 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5.600 tỷ đồng. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng diện tích hơn 230 ha được quy hoạch hiện đại, đảm bảo các tiêu chí về môi trường. Hiện khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX V-Ship Bình Định giai đoạn 1 đã thu hút thành công 4 dự án FDI với tổng vốn gần 100 triệu đô la Mỹ và đưa vào sử dụng 90 ha đất dân cư phục vụ nhu cầu tái định cư sinh sống tại địa phương. Tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Công tác Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bình Định tiếp tục coi trọng việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, triển khai sớm và hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Định đã được phê duyệt, kiên trì đề xuất để chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tỉnh Bình Định cần phối hợp với chính phủ đề xuất các dự án công trình quan trọng về kết nối vùng, liên kết vùng, đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng liên kết, kết nối vùng cả về hàng không quốc tế, cảng biển quốc tế và đường sắt, đường bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tặng hoa chúc mừng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và cùng chứng kiến lễ ký kết hợp tác một số biên bản ghi nhớ đầu tư giữa BKMX Bình Định với các đối tác đầu tư trong nước và nước ngoài.